Dạ xin chào chị Quýt Hàng nha, chào mừng chị đã quay trở lại với cái hàng Toàn Trung. Thì đã lâu lắm rồi em bảo không có làm cái series là đi mua xe anh chị. Thì hôm nay ngày 5 tháng 10 em sẽ đi mua một con xe Santa Fe bản full máy dầu sản xuất 2020, chạy mới có 20.000 cây thôi anh chị. Anh chị cùng em theo dõi nha. Rồi. Dạ rồi, bây giờ là bắt đầu cuộc hành trình đi Biên Hòa anh chị nha. Đây. Đây là anh Cường. Đó, anh Cường yêu dấu. Cuối cùng thì cũng đã đến gặp em đó rồi nha anh chị. Đó, con này là à đây là đâu ta? Đây là Biên Hòa Đồng Nai anh chị nha, phường Tân Biên. Đó, xe. Xe chạy ra anh chị. Anh còn một chiếc màu trắng nữa anh chị. Anh nói có mua không? Này. Santa Fe bản bản full máy dầu anh chị nha, 2020. Đó. Chạy mới có 20.000 anh chị. Chạy đúng 20.200 cây luôn. Xe còn mới keng à. Mấy miếng rồi còn thích được anh chị. Bây giờ bên em kiểm tra lại một lần nữa anh chị nha. Đó. Lớp anh chị, lớp tuần thứ 28 của 2020 anh chị nha. Tuần 28/2020. Bộ lớp zin theo xe. Này. 28/2020. Lớp lít còn dày cùi. Xe này mình có hay mình có thừa bảo dưỡng hãng không anh? Bảo dưỡng hãng không á? Bảo dưỡng hãng không á anh? Bảo dưỡng hai chục á. Dạ. Bảo dưỡng là. Dạ dạ. Để kiểm tra lại đi. Dạ dạ dạ. Dạ. Bản full có cửa sổ nóc anh chị nha. Đó. Thôi. Lớp. Lớp zin theo xe luôn anh chị. Lớp còn dày cui. Lớp dày cui. Mâm sáng trưng anh chị, mâm một sáng trưng. Lớp này tuần thứ 2020 luôn anh chị, lớp này 2020 luôn. Đây máy móc em ru anh chị nha. Đó. Máy móc em ru hơi dơ anh chị. Đăng kiểm nè, đăng kiểm còn dài anh chị nha. Tháng 4 2025. Đó. Đó.
xe nội thất anh chị, ghế ghiếc còn dày cui à. Đó. Cái xe này là 2020, cái phiên bản này là vẫn còn sử dụng mà hộp số tự động 8 cấp anh chị nha. Đó, hộp số tự động 8 cấp. Bản premium anh chị. Sợ tốc độ thôi. Ghế chỉnh điện đa hướng anh chị nha, có cảnh báo điểm mù nè. Cho mấy cái nút nó còn sáng trưng anh chị. Đó, cái nút bấm nè. Còn sáng trưng à. Vô lăng nè. Đó, vô lăng nè. Cần số anh chị nha. Đó, vô lăng cần số. Còn rất là mới luôn. Đó, mấy cái nút bấm trên này còn mới kêu anh chị. Trần nỉ đen nè. Rất là đẹp chị nha. Dạ rồi, anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu Santa Fe đó, thì hãy liên hệ với em Bảo nha. Em Bảo cảm ơn anh chị, hẹn gặp anh chị ở những video sau nha. Dạ rồi, bây giờ là hành trình đi về lại Tàn Trung anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video clip này anh chị. Rồi, anh chị cùng đón chờ xe Santa Fe bản full máy dầu tại Tàn Trung anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.